Dạ, Quốc Hương nhà đất Bình Phước xin kính chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang theo dõi kênh của em ha. Thì hiện tại em đang có mặt ở đây thì tọa lạc tại ấp 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và lô đất của mình ngày hôm nay muốn gửi đến quý cô chú anh chị là một lô đất sào ha, và có đến 36 mét mặt tiền đường bê tông này luôn nha quý cô chú anh chị ha. Và lô đất của mình thì hiện tại là có cây ăn trái và kèm một căn nhà cấp 4 là xây kiểu 2 tầng nha quý cô chú anh chị ha. Và lô đất của mình thì mặt tiền đường bê tông, hành lang nội giới là 3 mét, xe ô tô di chuyển vào trong đất là thoải mái luôn quý cô chú anh chị nha. Và đất của mình ở đây thì hậu rất là dài quý cô chú anh chị. Một cạnh bên đây thì là được 97 mét ha, và cái cạnh phía bên kia là được 98 mét quý cô chú anh chị. Và nở hậu trên cái sổ của mình là được 54 mét, thì cái sổ em có đưa lên quý cô chú anh chị cũng hình dung được ha. Và đất của mình ở đây thì có sẵn 100 mét thổ cư đất ở nông thôn rồi quý cô chú anh chị, và tổng diện tích là được 6.263 mét vuông. Và hôm nay thì chính chủ gửi bán với giá là 1.020.000.000 ba sổ sách cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn ha. Thì đường bê tông của mình là hành lang nội giới là 3 mét nha quý cô chú anh chị. Thì ở trong này thì chưa có trụ điện chính ha, trong này thì chỉ có là điện dân tự kéo. Thì mà đất của mình là cách trục chính ở ngoài chỉ có 300 mét thôi quý cô chú anh chị ha. Và cách những cái quán tạp hóa thì chỉ có khoảng là 400 mét thôi, và cái khu chợ nhỏ thì cách đó là khoảng 600 mét thôi quý cô chú anh chị. Và đất của mình thì có rào kín đất rồi quý cô chú anh chị, làm hàng rào lưới kẽm gai ha, và có trồng những cái trụ gỗ ở trên đất của mình. Nói chung là đất của mình là ranh giới khá là đầy đủ rồi quý cô chú anh chị nha. Và đây là cái ranh mốc thứ hai của mình nè quý cô chú anh chị ha. Cái cạnh bên này thì mình được 98 mét, và trên đất của mình là có cây ăn trái nè, sầu riêng nè, sầu riêng của mình là được 2 năm tuổi rồi quý cô chú anh chị. Và một căn nhà cấp 4 là được 2 tầng luôn quý cô chú anh chị ha. Thì nếu mà quý cô chú anh chị mua để làm của thì mình cũng có sẵn ngôi nhà để mình ở và tiện việc chăm sóc cây trồng cho mình luôn ha. Và trên đất của mình ở đây thì chủ nhà đang trồng là được 100 gốc sầu riêng Thái 2 năm tuổi rồi quý cô chú anh chị, và được 450 cây cà phê. Nói chung là mới trồng thôi quý cô chú anh chị ha. Cây cà phê của mình thì còn khá là nhỏ và được khoảng 450 cây ha. Và được 100 cây mãng cầu. Cái mãng cầu là mãng cầu na đó quý cô chú anh chị ha. Nói chung đất của mình ở đây thì chất đất đen sỏi cơm. Chất đất này thì trồng cây ăn trái là khá là hợp lý luôn. Và sầu riêng của mình quý cô chú anh chị thấy nè, rất là tốt luôn ha. Thì quý cô chú anh chị thấy là một lô đất sào có sẵn cây ăn trái trên đất cho mình, và có sẵn một căn nhà cho mình để ở luôn. Và quý cô chú anh chị nếu mà mua để đầu tư hoặc mua làm của thì em thấy khá là phù hợp luôn ha. Trên đất của mình là có sẵn một cái giếng khoan nha quý cô chú anh chị. Để xíu nữa em di chuyển tới cái giếng khoan thì em quay cho quý cô chú anh chị mình được thấy rõ hơn. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là vườn cây ăn trái của mình rất là tốt luôn, và có trồng xen ít cây dừa ở trên đất nữa quý cô chú anh chị nha. Vườn của mình rất là đẹp quý cô chú anh chị, đến 6.263 m², tức là hơn 6 sào 2 quý cô chú anh chị ha. Và hôm nay thì chính chủ gửi em bán với giá là 1.020.000.000 bao sổ sách cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Sầu riêng thì xen với mãng cầu quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị thấy phù hợp tài chính của mình thì liên hệ với em qua số điện thoại em có ghi trên video là 0967 557 282. Em sẽ gửi hết mọi thông tin qua cho quý cô chú anh chị nhà mình được tham khảo luôn ha. Và cái giếng khoan của mình là ngay trước mặt em đây luôn quý cô chú anh chị. Thì mình sẽ dùng nước này để tưới cây ha. Thì nói chung là có ống tưới hết rồi quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị mua về là chỉ việc là vào đất và chăm vườn thôi ha. Và có sẵn một cái căn nhà nhỏ cho quý cô chú anh chị nhà mình được sử dụng luôn rồi đó. Và quý cô chú anh chị mình nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận dưới video giúp em ha. Thì từ vị trí của em đang đứng đây ha, di chuyển ra đường quốc lộ là khoảng 4,3 km, về Đồng Xoài là 76 km, di chuyển về Bình Dương là 109 km, về thành phố Hồ Chí Minh là 160 km nha quý cô chú anh chị. Trên đất của mình là có sầu riêng, mãng cầu, cà phê ha. Thì quý cô chú anh chị xem video cũng đã nghe thấy rõ toàn bộ thông tin em gửi đến quý cô chú anh chị nhà mình rồi ha.
Và đất của mình ở đây thì ranh mốc rất là rõ ràng. Nhưng mà lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua thì bên chủ nhà vẫn sẽ mời địa chính vàng và đo ranh cắm lại các mốc cho quý cô chú anh chị nhà mình được đầy đủ. Nên quý cô chú anh chị mình cũng yên tâm ha. Và sổ của mình hiện tại ở đây thì đang nghiêng hướng về hướng đông bắc nha quý cô chú anh chị. Nói chung đất ở đây rất bằng quý cô chú anh chị, bằng phẳng và rất là đẹp luôn và rất là thông thoáng luôn á. Và măng cầu của mình thì hiện là đang cho trái rồi ha. Thì sầu riêng thì chỉ mới 2 năm tuổi nhưng mà măng cầu là cho nguồn thu rồi đó quý cô chú anh chị. Và đất ở đây thì không vướng tranh chấp, không vướng quy hoạch và không vướng mồ mả gì ở trên đất nha quý cô chú anh chị. Đất của mình hoàn toàn là đất sạch luôn ha. Thì quý cô chú anh chị xem hết video mà có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với em sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn. Và đất của mình là có sổ sẵn cầm tay, pháp lý rõ ràng, thì quý cô chú anh chị muốn lên xem đất và công chứng trong ngày cũng được ha. Vì lô đất này thì em thấy là cái giá này cũng khá là hợp lý quý cô chú anh chị, sẵn cây ăn trái cho mình. Nói chung là cái chất đất của mình rất là tốt luôn á. Trồng cây ăn trái thì rất là phù hợp luôn ha. Thì quý cô chú anh chị mua về chỉ việc chăm vườn luôn, mình có nhà để ở luôn rồi ha. Và lưới kẽm gai, nói chung là chủ nhà là rào sẵn kín đất cho mình luôn rồi quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị cũng thấy là em đã quay toàn bộ lô đất cho quý cô chú anh chị nhà mình rồi ha. Thì bây giờ em sẽ di chuyển ra ngoài đường trục chính để quay cho quý cô chú anh chị thấy rõ được cái con đường đi của mình ra trục chính là bao xa nha. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là đường bê tông của mình khá là rộng ha. Mà mấy nay trời ở trên em á, nó mưa á, nên nó hơi tối, thì em quay video thì quý cô chú anh chị xem cũng thông cảm giúp em với nha. Và đất của mình thì cách ngoài trục chính chỉ có khoảng là 300m thôi quý cô chú anh chị, cũng khá là gần luôn ha. Và phía trong này thì dân cư ở xung quanh thì cũng khá là hiện hữu nha quý cô chú anh chị. Nói chung thì lô đất của mình quý cô chú anh chị mua đầu tư hoặc mua làm cũ em thấy rất là phù hợp ha. Với 36m mặt tiền đường bê tông, dài một cạnh 98, một cạnh 97 và có 100m thổ cư sẵn trong sổ cho mình luôn. Và tổng diện tích hơn 6 xào 2 quý cô chú anh chị ha. Và giá chỉ có 1 tỷ 020 triệu và tọa lạc tại ấp 5 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước ha. Trên đất có sẵn cho mình là căn nhà 2 tầng và các loại cây ăn trái trên đất cho mình luôn quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có quan tâm thì nhớ là liên hệ với em ha. Em sẽ gửi hết mọi thông tin lô đất qua cho quý cô chú anh chị nhà mình được tham khảo luôn. Thì quý cô chú anh chị thấy là đây là cái trục chính của mình, là trục chính thôn 5. Hiện tại đang mở rộng hành lang nội giới là 9m nè quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy là từ lô đất của mình di chuyển ra ngoài trục chính là chỉ khoảng là 300m thôi ha. Và nếu mà di chuyển ra hướng này thì mình sẽ ra đường quốc lộ nha quý cô chú anh chị. Và từ vị trí em đứng đây ha, di chuyển ra quốc lộ thì khoảng là 4km thôi quý cô chú anh chị ha. Và ở phía ngoài trục chính của mình thì dân cư khá là đông đúc và các quán ăn sáng, quán tạp hóa thì tập trung ở ngoài trục chính này cũng khá là nhiều luôn quý cô chú anh chị ha. Và cái hướng ngược lại của mình đây ha, thì sẽ di chuyển vào khoảng là 400m thôi ha. Thì từ vị trí của em nè, di chuyển lại cái quán tạp hóa thì chỉ khoảng là 200m thôi quý cô chú anh chị. Thì là có một cái quán tạp hóa và di chuyển đến khoảng là 600m là có khu chợ nhỏ luôn quý cô chú anh chị, bán đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho quý cô chú anh chị nhà mình được sử dụng luôn ha. Thì em cũng đã quay là từ ngoài trong đất và ra tới ngoài trục chính cho quý cô chú anh chị mình xem rồi. Thì quý cô chú anh chị mình thấy lô đất này phù hợp thì nhớ là liên hệ với em ha. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo.